sẽ đưa quý vị đi nó không có cần đó là quý vị cần mấy một cái làng trong khi nào con làm những chiếc gốm sứ nổi tiếng cả Việt Nam và khắp thế giới. Cố gắng làm đó rồi nó bừa bãi thì đừng quan trọng quá. Tại vì nếu mà mình cứ là muốn làm cho nó thật gọn cho mình thì không có gì đâu. Mà nó cũng không có đáng để cho mình làm như vậy. Tại sao những người người ta phải có điều kiện, người ta phải mướn người để lo chuyện đó, người ta không có gì đâu. Như là mình tham quan cái ngôi nhà cổ cái gì cũng chung chung thôi, gọi ghé người nào cần ghé thì nặng quá thứ hai sau đó trồng cây nào sản xuất ra những chăm sóc nhiều trong người nếu mà chỗ nào mà có thể mà mình ta được đi tưới tự động hay mình làm cho mình đỡ chỉ đào nhiều mình làm lấy mà phải mướn người làm vườn thì ta làm mình làm lấy là mình đâu có từ từ đánh thế nào mà thật kể cả cũng không có mất gì cả thì mình mới lo nổi, còn nếu mình cứ ôm đồ quá mình ok. Đây là gì á? It's ok. Vớ hả? À? Không muốn mang vớ hả? À? Nè vớ nè. Vui vớ hả? À? Đi mang vô vali vớ cho. Ôi, đồ pháo. Yeah, it's ok. Wow, yeah, pháo. Bông. Có hôn không?